đức ly tham, đức ly dục, vân vân. Trong bài kinh giới này gồm có nhiều giới cấm. Giới thứ nhất, cấm sát sanh, có nghĩa là không được giết hại chúng sanh, từ con người cho đến những loài vật nhỏ bé. Nói chung là không được giết hại con vật nào cả. Giết hại một con vật chết thì không thể nào tránh khỏi quả báo bị giết hại trở lại. Thí dụ, một người ăn thịt chúng sanh bị ghép vào hai tội. Tội thứ nhất là tội giết mạng sống, tội thứ hai là tội chiếm hữu mạng sống. Căn cứ theo luật nhân quả thì người ăn thịt chúng sanh sẽ bị giết hại và bị ăn thịt trở lại. Nếu liệt kê tất cả các giới ra đây thì trở thành bộ kinh giới, nên xin các bạn vui lòng nghiên cứu 10 giới Đức Thánh Sa Di, 120 giới Đức Thánh Tăng Ni thì sẽ rõ. Còn ở đây chúng tôi chỉ nêu lên một số giới tượng trưng để sau này các bạn nghiên cứu bộ giới mới hiểu biết đầy đủ hơn. 1. Không tham lam trộm cắp. 2. Không dâm dục. 3. Không nói láo. 4. Không nói hai chiều. 5. Không nói lời hung ác. 6. Không nói lời phù phiếm. 7. Không làm hại hạt giống. 8. Không làm hại cây cỏ. 9. Ăn ngày một bữa. 10. Không ăn uống phi thời. 11. Không ăn ban đêm. 12. Không đi xem múa hát. 13. Không trang sức vòng hoa hương liệu. 14. Không nằm giường cao rộng lớn. 15. Không nhận vàng bạc tiền của cải. 16. Không nhận các hạt giống. 17. Không nhận thịt. 18. Không nhận đàn bà con gái. 19. Không nhận nô tỳ trai hay gái. 20. Không nhận cừu dê. 21. Không nhận gia cầm heo. 22. Không nhận bò voi ngựa. 23. Không nhận ruộng vườn đất đai. 24. Không làm môi giới. 25. Không buôn bán. 26. Không gian lận bằng cân đo tiền bạc. 27. Không ăn hối lộ. 28. Không làm tổn thương cho chúng sanh. 29. Ít muốn, biết đủ. Giới hành là gì? Giới hành là những pháp môn thực hành để tâm ly dục ly ác pháp, để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, để tâm thanh thản an lạc và vô sự, để tâm không phóng dật, để tâm vô lậu, để tâm có đủ tứ như ý túc, để tâm có đủ tam minh. Các giới hành gồm có tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực. Như vậy tất cả pháp trên đây được gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trên đây là thánh giới uẩn, một người tu hành để tìm cầu sự giải thoát mà không thành tựu thánh giới uẩn này thì con đường giải thoát không bao giờ tìm thấy được. Cho nên Đức Phật dạy, vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này. Thành tựu thánh giới uẩn là thành tựu phần một trong giai đoạn tu tập thứ nhất mà người tu sĩ cần phải nhiếp phục tâm mình và giữ gìn trọn vẹn những thánh giới này. Về phần thứ hai trong giai đoạn một là phần thánh hộ trì các căn mà các bạn đã được học và tu tập trong tập 2 và tập 3, những lời gốc Phật dạy. Vậy phần này chúng tôi không cần giảng dạy trở lại, nhưng các bạn phải nhớ lời dạy của Phật, thành tựu thánh hộ trì các căn này. Muốn tu tập làm chủ sanh tử luân hồi mà không thành tựu thánh hộ trì các căn này thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát.